Chị gái giả vờ rơi đồ rồi nhặt luôn điện thoại. Thủ đoạn khá chuyên nghiệp của nữ quái từ việc không cảnh giác khi để điện thoại hứa hình trên bàn của nạn nhân. Theo đoạn clip camera ghi lại, vụ việc xảy ra tại một cửa hàng ở khu vực chợ Cái Dầu, Châu Phú, An Giang. Hai người phụ nữ chở nhau tới trước cửa hàng nên xảy ra vụ việc. Một người ngồi ngoài đợi bên ngoài, người còn lại đi vào trong nhưng vẫn che chắn kỹ càng để khó nhận diện khuôn mặt. Sau khi quan sát, người phụ nữ lấy trong túi ra một xấp giấy tờ màu xanh để lên bàn. Vài giây sau, đối tượng nhanh chóng lấy lại giấy tờ nhưng vô tình cầm luôn cái điện thoại của cửa hàng đang để trên bàn. Thực hiện xong hành vi xấu, chị gái nhanh chóng bỏ chạy ra ngoài và leo lên xe tẩu thoát cùng đồng bọn. Tại cửa hàng khi ấy khá đông khách đang chờ mua đồ nên thủ phạm dễ dàng ra tay thực hiện hành vi của mình. Dưới phần bình luận, cư dân mạng bày tỏ sự ngạc nhiên vì hành động nhanh như chớp của chị gái. Bên cạnh đó cũng có nhiều người bày tỏ sự bức xúc. Hành động nhanh và dứt khoát quá, mình phải xem lại mấy lần mới biết được đối tượng làm gì. Cứ nghĩ đợi lâu quá hay nộp hồ sơ sai chỗ nên chị mới cầm lên ra chỗ khác, nào ngờ cầm luôn cái điện thoại của người ta. Mong pháp luật xử lý mạnh tay những trường hợp trộm cắp như thế này, không chịu lao động mà cứ muốn hưởng thụ là sao? Còn bạn, bạn nghĩ sao về việc làm của hai chị gái này? Chia sẻ ngay với chúng tôi bên dưới video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh Sài Gòn TV để có thể cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.